Xin chào tất cả các bạn, mình là Suzuki Kensuke. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nâng cấp trang bị của Beowulf Winds Tuck Death này lên để lấy được lượng sát thương cao hơn. Bây giờ mình sẽ test đam nha. Please select the calibration intensity for invincibility number 2. Em trong 5 giây cao nhất của mình là 213 triệu. Đây trung bình lại 158 triệu. Trung bình trong 5 giây thì 132. Nói chung mà con số này nó sẽ lên xuống gần gần ngay mức này. Cái này là mình đã nâng cấp thay một số đồ rồi. Bây giờ mình sẽ show trang bị cho mọi người coi. Trang bị thì đầu tiên để show cây kiếm đây. Đầu tiên sẽ là cây kiếm. Cái kiếm này là cái kiếm cũ rồi. Ai coi video trước thì sẽ biết rồi, nên mình sẽ không nói nữa. Còn cây này thì mình mới để dành tiền mua được. Và cây này mình mua giá 288 FE. Đây mình sẽ show. Nó có 6 dòng T1 và nó có tăng element dam nè. Rồi ạ. Tăng thêm Lightning Dam, Extract Lightning Dam trên mỗi 12 death này. Cái này T1 là nó 12 luôn này. Rồi Dam xuyên kháng. Dam có 22% xuyên kháng. Đó. Rồi death thì cộng trên 100 death thì cũng giống như cây cũ của mình thôi. Rồi cộng 64% crit dam. Cộng 30% tốc độ đánh nữa nè. Ghi attack speed. Cây này mình mua với giá 288 FE. Đó, đây là cái thay đổi đầu tiên. Và trong nguyên bộ này thì cây này hiện đang là cây thay đổi phía cuối của mình. Tại giai đoạn đầu mình sẽ thay đổi hết những mấy món trên này rồi mình mới đổi bắt đầu dồn tiền để đổi vũ khí. Mình cũng đang để dành để đổi thêm cây bên này nữa. Lượng đam sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng mà thực sự rất là khó để đổi cây này. Nếu ai mà có tiền nhiều thì có thể đổi cây này trước. Để lấy đam nó sẽ lên đam rất nhiều chứ. Còn không thì mọi người có thể farm đổi ở trên này. Cập nhẫn thì như cũ, như video trước. Đối với cập nhẫn này, như mình đã nói rồi á, thì ai mà muốn đam á thì dùng cập nhẫn này. Ai mà muốn nhiều sát thương hơn á thì dùng cái cập nhẫn này, nó sẽ rẻ hơn mà đam lại to hơn rất nhiều nghe. Nó cũng rẻ hơn rất nhiều, tại nhẫn này mình mua một cái là 13 FE, còn nhẫn này mình mua Corrodit mà dòng này tăng lên thì cũng có 3 FE, một cái 3 FE, một cái 1 FE, rất là rẻ. Lượng sát thương tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều á, điểm kém của nó là nó làm giảm survival, khả năng sinh tồn của mình. Nó giảm kháng của mình xuống này. Nên nếu mấy đồ này mà gánh nổi thì sử dụng cập nhẫn này để đam to hơn. Nhưng nếu mọi người gặp loại sát thương erosion này thì sẽ có khả năng đột tử. Please select the calibration intensity for invincibility number 2.
Đó. Nó tới 257 triệu luôn. Nó cao hơn tới vài chục triệu. Khá là ghê. Tuy là tốn rất là ít tiền, nếu mà ai không có tiền để mua nhẫn này thì cũng dùng cặp nhẫn này trước cũng được. Cái này thì mình cũng có nói rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn nó đủ kháng. Kháng này cả nó cao cao chút. Chứ sát thương mình thấy cũng ổn rồi. Tiếp đến đó là đai lưng. Đối với cái đai lưng này thì mình mua dòng Corrodic dòng tăng Attack Speed. Nó lên được 25% đây. Và cái này mình mua với giá 5 FE. Đôi giày này thì mình mua giá 15 FE. Cái dòng phần trăm đét này càng cao càng tốt. Trừ nó có một cái dòng đặc biệt là trừ kháng Lightning này nghe. Nó trừ kháng Lightning nên mọi người chú ý. Kiếm cái nào á mà trừ ít thôi là sẽ chứ không trừ nhiều quá coi chừng gánh không nổi. Đôi giày này nó còn tăng 1% kháng element trên mỗi 40 điểm death của mình, cũng rất là ngon. Nó tăng thêm 1% dam trên mỗi 15 death này đó, nên đôi này tăng rất nhiều sát thương nghe. Tuy là nếu so ra với đôi giày grab bình thường thì nó sẽ không cho nhiều kháng, không cho máu, khả năng phòng thủ sẽ bị giảm đi, nhưng mà được cái là sát thương tăng rất rất là nhiều. Rồi dây chuyền thì dây chuyền này mình grab chuối quá, tốn khoảng hai mươi mấy tới 30 FE, thì giờ cứ cho là 30 FE đi. Chuối quá, cái dòng cuối này mình roll còn không ổn nữa đây. Tại tốn dòng cuối này roll để lên được 8% tốn rất là nhiều tiền, nên mình roll mình thấy 6% mình để luôn. Xong mình corrodit nó. Và nó trúng được dòng tăng death, cũng may là trúng dòng tăng death. Nếu mà trúng đổi cái dòng phần trăm này là toang rồi. Đó. Thì mọi người có thể kiếm mua được sợi dây chuyền này với giá khoảng mình thấy khoảng chắc 20 mấy cho tới 30 ở trên shop. Dòng quan trọng, những dòng quan trọng á là dòng death này, milli dam này. Đó. Rồi phần trăm của All-Star này. Đó. Ba dòng này là ba dòng quan trọng. Còn nếu mà có thêm máu thì càng tốt, có thêm hồi máu trên dây thì cũng tốt nè. Tại vì hồi máu trên dây á nó sẽ giúp cho mình giảm thiểu bớt cái khả năng tụt máu khi mà mình sử dụng kỹ năng á. Sử dụng kỹ năng này mình link vào nó sẽ giảm phần trăm máu của mình á. Nên nếu hồi máu của mình cao á thì cái này nó sẽ giảm nó tốt hơn, và như vậy á thì mình không cần phải dùng đến cái aura tăng khả năng hồi máu nữa. Cái video trước mình sử dụng một cái aura hồi máu nữa, nhưng bây giờ mình sẽ không dùng nữa. Mình không dùng nữa và thay vào đó mình sẽ mua, mình thay cái găng tay đó. Đâu để aura hồi máu từ từ, do mình đổi đồ nữa nè. Đó, những món đồ của mình nó giảm bớt khả năng giảm bớt kháng đồ nữa, nên do mình đổi cái giày này nên nó bị giảm bớt chút kháng á, nên mình đã có thay đổi chút ở trong cái aura. Chút nữa mình qua skill mình sẽ nói. Bây giờ cái găng tay này thì mình đã thay rồi,
Găng tay trước của mình mua 20 FE thì nó chuối quá. Cái giai đoạn đó chỉ có cái đó ngon nhất mà 20 FE à. Nhưng bây giờ thấy có nhiều cái sẽ ngon hơn. Nên mọi người tìm những đôi găng tay nào mới. Đôi này thì mình mua giá 30 FE và nó có 56% chuyển physical dam sang lightning dam này. Cái này 50% trở lên là ok. Cái này mình được lên 56 thì nói chung là 50 trở lên là được rồi. Rồi loại găng tay này thì nó có cộng sẵn S-Lightning Dam vào Axe rồi. Rồi ở dưới này nó có thêm một dòng Lightning Dam vào Axe nữa đó. Có máu rồi có Death này, có kháng mọi người chú ý là kháng Erosion này nghe. Đôi găng tay sẽ tìm có dòng kháng Erosion này, cái này máu. Đó, ba dòng sát nhau này quan trọng, có thêm dòng này thì tăng thêm sát thương. Đó. Có Death nữa, Death thì tăng thêm sát thương. Rồi có tên ví dụ thiếu kháng thì lấy thêm kháng ở dưới này thiếu kháng gì thì lấy kháng đó, mà mình lấy kháng xét tại vì đôi giày này nó trừ kháng xét nên mình lấy thêm kháng xét trên găng tay. Rồi, áo. Áo á, thì cái áo cũ của mình giá 10 FE nhưng áo này mình đã thay rồi. Mình thay một cái mới ngon hơn, giá mình mua 30 FE. Nó tăng tới 55% Death luôn. Cái cũ của mình hình như tăng có 41 thôi hay sao á. Mình đã bán rồi. Rồi cái này tăng 55%. Phần trăm này cao thì sát thương của mình tăng cao thôi. Đó. Mẫu mẫu thì mẫu cũ rồi. Mẫu này 1 FE. Mẫu cũ của mình. Tổng chi phí của nguyên bộ đồ hiện tại của mình là 440 FE. Đó. Là mình mới chỉ thay có được một cái kiếm bên này thôi. Cái kiếm bên này nếu mà thay được nữa là giá sẽ còn cao lên nữa, lên khoảng 200 đến 300 FE nữa. Rồi, nhưng sát thương cũng tăng rất nhiều đó. Hero chest thì mình chỉ sâu thôi. Đó, nó y hệt như cũ. Kỹ năng, skill nè. Skill thì cũng như cũ. Nhưng aura thì có chút thay đổi. Đây, phần aura. Ngay chỗ aura này thì nguyên cái cục ngay đây thì nó như cũ, nhưng cái cuối này nè, lúc trước là mình để hồi máu đúng không? Nhưng bây giờ mình gánh được cái chuyện hồi máu đó rồi thì mình sử dụng cái aura tăng kháng, tăng được thêm 41% kháng. Để nói chung là phải sử dụng cái aura này thì mọi người mới dùng được đôi giày unit. Nên khi mà đổi đôi giày đó thì nhớ thay cái aura này vào để cho kháng cho nó đủ lên. Tổng energy thì 480. Rồi. When can I get an epic fight, Falca? Giờ đến I really Talon. can't wait any longer. Cái này thì sâu vậy thôi. Không có thay đổi gì nhiều. Đó, có cộng một điểm ngay đây nghe. Mấy cái này thì sâu hết rồi. Mấy cái nội tại phía trên này. Đó. Thực ra mấy cái này khỏi cần phải sâu. Tại mọi người tự bật lên coi được mà. Chỉ cần xem biết là mình chọn cái nào thôi. Rồi.
cuối cùng á là bug. Cái bug này thì như cũ thôi, như ở video trước mọi người coi rồi thì sẽ biết thôi. Rồi, mình sẽ không nói nhiều cái này nữa. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Bye bye. Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm đăng ký cho mình nha.